Được, chuyện này cứ giao cho vạn bối. Theo vạn bối biết, đệ nhất tiên không ở Phiêu Diêu Đỉnh, muốn gặp không khó. Đừng gấp, chuyện này phải tính cớ lâu dài. Mỗi dung mệnh thiên đó không tin bất cứ ai, dù ngươi trà trộn vào cũng khó có cơ hội tới bia đá huyền công. Thế nên chúng ta phải cược một ván, không thành công thì thành nhân. Phiêu Diêu tiền bối muốn. Ngươi còn nhớ Thanh Phong Ma Kiếm ở khe núi tội ác không? Nhớ. Ta nghe nói trước khi chết, chủ của Ma Tông từng nói, ai có thể rút thanh kiếm đó thì người đó có thể thống lĩnh tàn dạ Ma Tông. Tiền bối muốn ta thống lĩnh tàn dạ Ma Tông, sau đó lợi dụng tàn dạ Ma Tông để gây hỗn loạn cho ta tìm cơ hội. Không sai, kế hoạch của ta cần người đông thế mạnh, còn đại quân của tàn dạ Ma Tông. Nhưng nếu thất bại, chẳng phải người của tàn dạ Ma Tông sẽ mất mạng. Thế nên đây là ván cược, không thành công thì cũng thành nhân. Chúng ta chỉ cược thành công, không được thất bại. Ngoài ra, tuy là Giang Thất Sát là tứ phẩm võ vương, nhưng chắc chắn hắn còn đường lui. Thật lực của hắn không chỉ có như vậy. Phong Ma Kiếm và là vương binh đứng đầu trong Đông Phương Hải Vực. Ngươi cầm nó và luyện hóa tiên truyền kế thừa châu của ta là đã thắng hắn một phần lớn rồi. Tiền bối, ta hiểu rồi. Nhưng muốn thống lĩnh tàn giả Ma Tông ấy là không dễ như vậy. Ta cho rằng phải giải cứu sư tôn ra đã. Hắn sao vậy? Mạo thần, Khâu Tàn Phong bị nhốt trong cửu châu đại lục. Hóa ra là vậy. Nhưng nếu với thực lực của Phó Liên Sinh thì cứu được hắn. Bây giờ chúng ta cũng có thể. Yên tâm, chuyện này để ta lo. Ta sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân. Hai người đi đường bảo trọng. Ta nhất định sẽ không phụ lại ủy thác của người. Tới rồi. Ba ngày trong đế tán. Đế môn lợi hại quá. Dù ta không còn nhỏ bé như thế thì đế môn này vẫn gây cảm giác chấn động như vậy. Thái Khảo tiền bối, hãy nhìn trạng tứ tượng bó buộc đang nhốt sư tôn ta kia. Đã 2 năm rồi, may mà trạng thái của sư tôn vẫn tốt. Thứ gọi là giam tứ tượng trận này rất lợi hại, nhưng hầu hết sức mạnh đều dùng để phong tỏa tu vi của Khâu Tàng Phong rồi. Nó muốn phá giải thì chắc tầm 10 ngày. Thật ra vạn bối có cách phá giải, chỉ cần tiền bối trợ lực, trong vòng 10 canh giờ chắc chắn sẽ giải được. 10 canh giờ? Không thể nào. Chúng ta có thể làm thế này. Sở Phong quá thật là nhân tài. Vậy cứ làm theo lời người đi. Sở Phong là con sao? Sư Tôn, ngài tên rồi, đệ tử tới cứu ngài đây. À phải rồi Sư Tôn, con xin giới thiệu một chút. Vị này là Thái Khấu tiền bối, ông ấy đã phá cửa mang đệ tử tới tận đây đấy. Thu Thủy Thái Khấu ơ. Khâu Tàn Phong, đã lâu không gặp. Sở Phong, sao con lại mang hắn ta vào đây? Chẳng phải ta đã bảo con mời Phó Liên Sinh tới sao? Bây giờ tàn giả Ma Tông đang xảy ra chút biến cố nguy cấp, Thái Khấu tiền bối muốn tới cứu sư tôn nên con mới mời tiền bối tới đây. Xin sư tôn lượng thứ. Tiểu tử ngốc này, con vì cứu ta mà đã hao tâm tốn sức, sao ta có thể trách con được chứ? Chuyện năm đó không nhắc tới nữa. Thu Thủy Thái Khấu, hôm nay ngươi cứu Khâu Tàn Phong ta thì ắt về sau ta sẽ báo đáp. Không cần đâu, ta nói mặt Sở Phong nên mới cứu ngươi thôi. Ngươi thu được một đệ tử tốt đấy. Sở Phong đã mạnh như vậy rồi à? Nhìn qua thì tướng trận pháp phụ thuộc vào sức mạnh cường đại của Thái Khấu, nhưng thực chất điểm then chốt lại nằm trong tay của Sở Phong. Sư Tôn, giam tứ tượng trận sắp bị phá giải rồi, lát nữa con cần ngài trong ứng ngoại hợp. Được, bắt đầu đi. Cái trận pháp chết tiệt này giam lão phu bao lâu nay, các ngươi còn muốn giam ta đến bao giờ nữa? Tu vi của sư tôn Ê Đà đã lên tới đỉnh cấp ngũ phẩm võ vương rồi. Thành công rồi, xin chúc mừng sư tôn đã thoát khỏi trận pháp lấy lại tự do. Sở Phong, có thể có được một đệ tử như người đúng là may mắn của Khâu Tàn Phong ta. Thái Khấu huynh, cảm tạ. Hôm nay chúng ta đứng trên cùng một chiến tuyến, nếu khách khí thì không cần nói nữa đâu. Cảm giác này là động tĩnh gì vậy?
đứng ra sau ta đi. Đệ môn khởi động rồi, đây mới là đệ tán chân chính. Đệ tán chân chính, à, sư tôn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhưng cũng có phần mạnh và yếu, chỉ có đế môn mới là đế tán chân chính. Nghe nói, đế môn là do võ đế xây dựng mà thành, là sản phẩm của kẻ mạnh võ đế chân chính để lại, nhưng lại hiếm khi có người được nhìn thấy đế môn. Đế tán là kho báu cấp độ rất cao. Trước mắt đây là đế tán duy nhất của đế môn, chỉ có đế môn mới có uy lực hủy diệt trời đất, vì vậy ta mới nhốt mình ở đây 2 năm. Không ngờ đến đế tán ban đầu mà mình phát hiện ra lại có lai lịch lớn như thế. Bên ngoài đế môn đều là phàm vật, bên trong đế môn bảo vật tuyệt thế. Không ngờ đến hôm nay ta lại có may mắn được nhìn thấy khung cảnh thần kỳ này. Thế giới đầy sao mênh mông đẹp thật đấy, thật muốn vào trong nhìn xem. Bên trong đế môn này nếu đã chứa kho báu chân chính thì cũng đại diện cho những nguy hiểm chân chính nhỉ? Không sai, ba người chúng ta đến cả tư cách đi qua bức tượng thứ nhất cũng không có. Đừng nghĩ nữa, đế môn này không phải là nơi chúng ta xông vào đâu. Đàn đáng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đế môn này không hề đơn giản, ban đầu ta đã nói rồi, ta cảm thấy đế môn này rất có khả năng là một bộ đế binh, đồng thời là một bộ đế binh vô chủ. Đế binh vô chủ? Sở Phong, chỉ cần làm trong khả năng, kho báu bên trong đế môn này không phải là thứ hôm nay chúng ta có thể giành được. Nhưng có thể phát hiện ra nơi này chính là vận mệnh của chúng ta. À đừng thể, đừng thể. Đế binh vô chủ vô cùng uy lực, hoàn toàn không phải là thứ mà người điều khiển được đâu. Người vẫn nên tu luyện cho tốt đi. Muốn tu luyện lên võ đế thì vẫn còn rất xa. Mặc dù biết rằng bầu trời sau này đều là giả, nhưng lại không thể nhìn ra cái hở nào. Đủ thấy là một người có thực lực mạnh mẽ đúc ra đế tán này. Muốn khởi động đạo môn này nên có liên quan đến băng lửa mới đúng chứ. Độ lớn nhỏ của ba chỗ hồng. Ba chỗ hồng với ngọc châu băng lửa trong người của Tô Nhu và Tô Mỹ, còn có viên ngọc thần kỳ của đạo nhân Thành Long, không biết có phải có liên quan không. Chúng ta nên đi thôi. Ta dùng kết giới trước để chặn lại nơi có đế môn này. Tiểu Miếu, vậy mà đến ngay cả Phiêu Miếu tiên cô cũng đến rồi. Sở Phong, Khâu Tần Khấu Huynh, hôm nay Đông Phương Hải Vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn, là như vậy. Tóm lại bây giờ ta lại bị Điện U Minh đuổi ra rồi. Sở Phong, người yên tâm, những gì Tàn Giả Ma Tông nợ người, vì sự sẽ giúp người lấy hết toàn bộ. Bọn họ nợ người ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ, ta cứ đẩy hết, ta cứ đẩy người lên vị trí khiến cho bọn họ sợ hãi đấy. Sư tôn, ý của người là? Vì sự muốn người làm Ma Tông chi chủ của Tàn Giả Ma Tông. Sư tôn, nhưng ta không muốn làm chủ Ma Tông, người hợp với vị trí này hơn. Trước khi tông chủ mất, từng có dị ngộ, người rút được kiếm phong ma chính là chủ của Ma Tông. Nhưng ta dùng thực lực để trấn áp mọi người, cũng có hàng phục người khác, thế nên người làm tông chủ mới là thích hợp nhất. Nhưng Tàn Giả Ma Tông bây giờ chia 5 x 7, nếu giờ chúng ta có thể chỉnh đóng lại Tàn Giả Ma Tông, có lẽ cô có thể chiến đấu với quần đảo Chư Tiên, nhưng muộn một chút chưa chắc cơ hội trở mình.